3 ngày để trải nghiệm toàn bộ cái hai show Munich năm 2018 của Thái Lan. 3 ngày đi mỗi ngày khoảng 6 tiếng đồng hồ, và một số phòng mà mình cảm giác tốt đều ngồi lại rất là lâu để mà trải nghiệm âm thanh. Thì nhận xét chung của mình là thế này, là những cái phòng đa số các cái loa gốm hoặc là loa thép kim cương ấy, của các cái hãng để cho âm thanh rất là chi tiết và tinh tế. Tuy nhiên các cái loa này đều có một cái nhược điểm chung, đó là các cái loa bass nhỏ, cho nên đa số phần trầm và trung trầm thể hiện mình cảm giác không được đã cho lắm. Còn những hệ thống mà âm thanh mà mình theo cá nhân mình cho là nó trung thực và gần gũi nhất ấy, đều nó nằm ở các cái hệ thống loa còi. Có thể kể đến là cái bộ còi ở cái phòng của Transformatic, cái còi rất là lớn, âm thanh độ dynamic rất là cao. Cái dynamic nó thể hiện cái âm thanh, cái nó gần với âm thanh thật nhiều hơn là so với cái âm thanh theo kiểu tinh tế chi tiết, nhưng mà nó mượt mà. Thì với cái phòng đó là loa horn của hãng của Đức, mình không nhớ tên. Mình sẽ tổng hợp một số cái hình cái bộ loa còi, nhưng mà nói chung là các loa còi đi với âm đi đèn thì mình đánh giá là âm thanh nó gần gũi và nó trung thực và rất là trung âm, rất là dễ nghe và rất là gần, rất là nghe lâu, rất là thì đấy là cái nhìn nhận chung. Còn về các cái sản phẩm về headphone các thứ thì nói chung trong một cái triển lãm hay lớn như thế này thì nghe loa xong rồi thì mình nghe headphone mặc dù rất là mắc tiền thì cái cảm xúc nó vẫn không đem lại được cái gì so với các cái dàn loa lớn gần như nó chiếm ưu thế hoàn toàn về trải nghiệm âm nhạc so với các cái headphone dù lớn hay là nhỏ, dù mà rẻ tiền hay mắc tiền. Thì qua đây thì mình cũng thấy rằng là âm thanh và ở cái triển lãm Munich này ta sẽ rất tốt. Thì tối hôm qua mình cũng đi trải nghiệm một số cái âm nhạc đường phố mà chơi live, thì mình thấy rằng là âm thanh ở các hệ thống high-end tại được set tại Munich Show lần này thực sự rất là tốt. Cái hệ thì những cái bản nhạc mà chơi live thì phải những cái nhạc cụ thật sự xịn và những nhạc công phải thật sự là giỏi thì mới có thể nghe cái cảm xúc hoặc là cái âm thanh nó ngang ngửa với những cái hệ thống high-end lần này ở Munich. Thì mình cũng qua cái trải nghiệm mấy ngày hôm nay vừa cả live cả hệ thống thì mình thấy là thực sự cái high-end audio mặc dù ở một đất nước là như Đức là nhạc cổ điển nó chiếm và chiếm rất là cái chiếm rất là lớn và người nghe high-end cũng rất là đông. Và mình thấy cái triển lãm này thì người Đức người ta quan tâm với high-end rất là lớn. Và đây cũng là chính là cái câu trả lời của mình, đó là cho mình đó là high-end thật sự đem lại âm thanh không khác nhiều so với live nếu mà chúng ta đầu tư và setup thật sự tốt với những hệ thống loa và thiết bị tốt, thì chúng ta hoàn toàn có thể thưởng thức được âm nhạc chất lượng cao như ở những cái khán phòng mà hệ thống high-end đem lại. Việc cái tái tạo âm thanh của cái hệ thống high-end thật sự ấn tượng và thật sự là tinh tế, không kém nhiều so với chúng ta đi nghe live thực tế ở một cái nghe live ở một cái chất lượng tiêu chuẩn cao ấy. Thì đây cũng là một cái trải nghiệm rất là thú vị của mình và được so sánh cụ thể. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái clip này, cái chia sẻ này của Thi Văn, và hy vọng sẽ có những clip tiếp theo để chia sẻ những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của mình. Xin cảm ơn tất cả các bạn.